Chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ cùng các em giải bài tập số 3 sách giáo khoa môn hình học 12, trang 12, bài khái niệm khối đa diện. Cụ thể bài số 3 người ta hỏi rằng chia một khối lập phương thành 5 khối tứ diện. Thế thì chúng ta sẽ cùng làm nhé. Đầu tiên thầy sẽ phân tách từ giữa. Đầu tiên thầy sẽ phân tách là cái khối đầu tiên là AB phẩy CD phẩy nha các em, là cái khối này. Thầy sẽ vẽ bằng bút xanh nhá. AB phẩy CD phẩy nó sẽ là cái khối này này. B phẩy D đâu ấy nhỉ? B phẩy A B phẩy C D phẩy đây khối này rồi và khối này được chưa, để thì nối lên đây dùng nét đứt rồi trên này thì là nét liền. Em chỉ cần phân tách đúng gần đúng à, phân tách đúng cái khối ở giữa để chúng ta nhìn các khối kia nó rất là rõ ràng thôi, được chưa? Đây rồi A B phẩy C D phẩy đây rồi, còn lại chúng ta sẽ có bốn cái khối còn lại thôi, được chưa? Rồi rồi khối đầu tiên sẽ là A B phẩy C D phẩy đúng không, C D phẩy được chưa, là cái khối này được chưa. Vậy còn các khối còn lại sẽ là A phẩy A phẩy D phẩy B phẩy A phẩy D phẩy B phẩy. Tiếp theo sẽ là các khối đó là A B phẩy C B A B phẩy C B. Tiếp theo được ba khối rồi đúng không? Ba khối rồi. A B phẩy C B C B phẩy D C đúng không? C B phẩy C D phẩy C B phẩy D phẩy C phẩy C B phẩy D phẩy C phẩy rồi. Vậy còn khối nào nữa không? Đó là khối D A C phẩy D phẩy D A C phẩy D phẩy rồi D A C phẩy D phẩy ok rồi cuối cùng sẽ là khối D A xin lỗi D A C D phẩy chưa, D A C D A C D phẩy C D phẩy đúng rồi D A C D phẩy rồi khối cuối cùng là cái khối đấy rồi D A C D phẩy đúng rồi. Rồi, các em quan sát và chúng ta kết thúc bài tập số 3 tại đây. Các em lưu ý này, cái khối đầu tiên là cái khối phân tách ra này, chúng ta hình dung là cái khối phân tách, sau đó chúng ta có cái ba cái khối nó kề áp vào này và một cái khối nó ở phần phía sau chính là khối D A C D phẩy. Nhớ D A C D phẩy lúc nãy thì nhìn nhầm chỗ này C D A C D phẩy phân tách thành năm khối. Và kết thúc bài tập số 3 tại đây.